Xin chào quý vị, nếu quý vị chúng ta đang làm việc trong lĩnh vực cơ khí hay chế tạo máy thì chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ với sản phẩm máy khoan bàn nữa rồi. Bởi vì đây là một sản phẩm giúp chúng ta tạo nên những lỗ khoan vừa chính xác, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ trên kim loại hay là rất nhiều vật liệu khác nhau. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tư vấn và giới thiệu đến quý vị sản phẩm máy khoan bàn KD600 do Hồng Ký nghiên cứu, thiết kế và sản xuất ngay tại Việt Nam. Và đây cũng là một sản phẩm để giúp quý vị chúng ta tham khảo lựa chọn tùy theo nhu cầu công việc cũng như là sử dụng trong gia đình của mình. Với kích thước nhỏ gọn cùng với tông màu đen mạnh mẽ chắc chắn, với khối lượng 19kg rất phù hợp để sử dụng trong gia đình hoặc là các xưởng sản xuất nhỏ. Về phần cấu tạo thì sẽ bao gồm cụm motor, cụm đầu khoan, cụm tay khoan, cụm bảo vệ, cụm trục chính, cụm bàn khoan và cụm chân đế. Quý vị thân mến, KD600 có rất nhiều ưu điểm vượt trội hơn các loại máy bàn truyền thống như là có kích thước nhỏ gọn, cấu tạo chắc chắn, kết cấu đẹp nhưng vẫn đảm bảo độ bền cơ học của máy, độ chính xác cao, máy chạy êm, thân thiện với người sử dụng. Các thiết bị bảo hộ và thiết bị đảm bảo an toàn cho người sử dụng đều được tích hợp trên chiếc máy này. Máy còn có khả năng giúp tiết kiệm điện năng nhưng công suất vẫn đảm bảo cho nhu cầu người sử dụng. Bộ trục được làm bằng thép chất lượng cao để tăng độ bền cũng như là thời gian sử dụng. Và tất cả những chi tiết của máy được gia công theo công nghệ mới hoàn toàn tự động trên các máy CNC của Nhật, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm. Và sau đây thì chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách vận hành máy một cách an toàn và đảm bảo độ chính xác cao. Đầu tiên chúng ta cần kiểm tra độ căng dây cu rơ vừa phải. Khi căng quá máy có thể bị kêu hoặc rung. Lắp và siết chặt mũi khoan. Đậy nắp nhựa che phôi lại trước khi khoan, tránh phôi bắn vào người. Bật máy lên, kiểm tra chiều đúng của trục khoan. Chọn tốc độ theo bảng tốc độ gắn trước đầu khoan. Tùy vào đường kính mũi khoan nhỏ sẽ chọn tốc độ cao, mũi khoan lớn chọn tốc độ chậm lại. Khi khoan thì chúng ta cần kéo khoan với lực vừa phải, phù hợp với mũi khoan và tải của máy. Không đặt vật cần khoan nặng quá 5kg, tránh vỡ mâm khoan. Lưu ý, khi khoan lỗ lớn, vật khoan dày cần thiết phải khoan lỗ màu nhỏ trước khi khoan lỗ lớn. Đồng thời, dùng nước để giải nhiệt mũi khoan khi khoan, giúp mũi khoan bền hơn. Thưa quý vị, chúng ta vừa mới tìm hiểu xong sản phẩm máy khoan bàn KD600 của Hồng Ký. Nếu quý vị yêu thích sản phẩm này, hãy để lại tên cũng như là số điện thoại bên dưới phần comment. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với tất cả quý vị. Quý vị cũng có thể liên hệ với các đại lý của Hồng Ký trên toàn quốc để mua hàng. Hãy nhớ nhấn like và subscribe kênh YouTube của Hồng Ký để nhận về cho mình những video sớm nhất. Còn bây giờ, Hoàng Đăng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những sản phẩm tiếp theo.